người thầy mà thầy gặp, có những người thầy thầy phải bỏ ra tiền tỷ để học họ, có những người thầy thầy bỏ ra rất nhiều tiền để lắng nghe họ nói trong vòng 1 đến 2 phút thôi. Và điểm chung của họ đều là những người gì? Đọc sách. Và họ đều nằm lòng cái tuyên bố viên này. Họ đều ứng dụng và làm theo cái tuyên bố viên này. Trước đó thì họ cũng đã từng cãi cha, cãi mẹ. Nhưng từ khi mà cuộc sống của họ thay đổi là vì cái cách thức giao tiếp của họ thay đổi. Họ không bất hiếu với ông bà bố mẹ nữa. Họ không nói dối người khác nữa. Không nói dối ông bà bố mẹ nữa. Họ không phán xét bạn khác nữa. Không chê trách bạn khác nữa. Họ luôn tin họ có thể làm được. Chúng ta trong tuyên bố viên chúng ta nói là tôi tin tôi có thể chinh phục mọi mục tiêu. Cái tuyên bố viên này chúng ta cần làm lòng và ứng dụng nó. Hãy nhớ các bạn hoàn toàn có thể làm được mọi thứ nhé. Các bạn giỏi hơn thầy rất nhiều. Các bạn giàu hơn thầy rất nhiều. Giàu về tuổi trẻ đấy. Bây giờ thầy ước gì thầy được quay lại tuổi như các bạn và được học một lớp học như thế này. Thì thầy nghĩ rằng năm 30 tuổi thầy chắc sẽ khác nhiều lắm. Ngày xưa không có lớp học như này để học đâu. Không có người chỉ cho là phải làm thế này, phải nói thế này đâu. Không có. Bố mẹ đi làm suốt ngày, về tối cái ăn cơm cái là xong, đi ngủ hôm sau đi học tiếp. Vậy nên thầy hy vọng là các bạn tiếp tục đọc sách, nỗ lực đọc sách. Và hẹn gặp các bạn trong đọc sách 365 level 3, kỹ năng thuyết trình. Và để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng chúc mừng. Tôi là Nguyễn Gia Khánh, tôi hiếu thảo với ông bà bố mẹ, tôi trung thực với mọi người, tôi yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho sai lầm của người khác. Tôi luôn tìm điểm tốt, khiêm tặng và khích lệ người khác. Tôi tin tôi có thể chinh phục mọi mục tiêu. Tôi không bao biện, tôi không đổ lỗi, tôi không phàn nàn. Tôi sẽ không bình phẩm về ngoại hình và nhân cách của người khác. Tôi là học trò của thầy Nguyễn Đức Trường, chủ tịch Học viện Nhân hòa Việt Nam. Và sau khi học hết khóa đọc sách level 2 này thì con cảm thấy con đã tự tin hơn rất nhiều và có thể đứng trước đám đông và nói. Và ước mơ của con là trở thành một doanh nhân vĩ đại. Và thầy tin con sẽ trở thành một doanh nhân. Nhưng với điều kiện là chúng ta hãy tiếp tục đọc sách nhé, duy trì việc đọc và đứng ở sân khấu nhiều hơn. Thầy chia sẻ với các bạn lần đầu đứng sân khấu của thầy ấy, thầy run hơn Khánh rất nhiều, không nói được câu gì. Mặc dù đã đọc thuộc ở dưới rồi, nhưng khi lên đây quên hết luôn. Chuẩn bị kỹ lắm rồi, nhắc càng run, càng nhắc càng quên. Chỉ khi đứng trên sân khấu nhiều lần thì bắt đầu quen, mình bắt đầu trưởng thành, mình mở rộng cái vùng an toàn của mình ra. Lần sau lên ngay, gọi cái lên ngay. Bạn hiểu không nhỉ? Thế nên lên sân khấu là một cơ hội, chúng ta hãy chấp lấy cơ hội này. Hãy dùng mọi cách để lên được sân khấu. Chúc mừng con sau này sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Muốn kinh doanh giỏi thì mình phải có nhiều ảnh hưởng đến người khác. Muốn có nhiều ảnh hưởng thì chúng ta phải có kỹ năng ăn nói thật là tốt con nhé. Chúc mừng.